Màn hình chiếu phim này trải dài từ phía trước sang hai bên, bao quát toàn bộ tầm nhìn của khán giả. Với hai bức tường được sử dụng làm màn hình phụ ở hai bên, người xem như được hòa mình vào các tác phẩm điện ảnh mà mình đang thưởng thức. Giáo sư Lee Woo-hun làm việc tại Bộ môn Công nghệ Văn hóa thuộc Viện Case cho biết, phim chiếu trên màn hình 270 độ cũng được quay bằng một kỹ thuật mới. Chúng tôi sử dụng cùng một lúc 3 máy camera ở 3 góc khác nhau khi quay một cảnh phim để có thể bao quát được 270 độ của cảnh quay. Kỹ thuật này giúp cho người xem có cảm giác như mình đang ở trong bộ phim, tương tự như khi xem phim 3D. Màn hình chiếu phim 270 độ đã được người xem thử đánh giá cao do nó không đòi hỏi họ phải đeo kính, không gây chóng mặt hay buồn nôn như một số màn hình 3D. Viện Case đã hợp tác với chuỗi rạp chiếu phim CGV của Hàn Quốc để giới thiệu sản phẩm này cùng với công nghệ sử dụng nhiều máy chiếu cùng một lúc. Theo Case, màn hình 270 độ sẽ ngày càng phổ biến do chi phí đầu tư thấp hơn nhiều so với màn hình chiếu phim 3D. Hiện loại màn hình ba cạnh này đã bắt đầu được lắp đặt tại 22 rạp chiếu phim trên khắp Hàn Quốc. CGV cũng dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài trong thời gian tới.